Nhiều thần, Ohayou gozaimasu. Xin kính chào tất cả quý bạn và các vị đã trở lại với chương trình dạy tiếng Nhật của Nhật ngữ Hoa Sen ngày hôm nay. Với chủ đề ngày hôm nay là: vì đau đầu cho nên tôi phải uống thuốc. Atama ga itai desu kara kusuri o nomanakereba narimasen. Với cấu trúc động từ chia về thế này: bỏ y cộng với kereba narimasen mang ý nghĩa phải, bắt buộc phải. Với cách sử dụng biểu thị một sự việc bắt buộc phải làm bất chấp người làm có muốn hay là không đi chăng nữa. Kyoshitsu de Nihongo o benkyou shinakereba narimasen. Trong đó benkyou shimasu chia về thế này: benkyou shinai bỏ y cộng với kereba narimasen, trong lớp học bắt buộc phải học tiếng Nhật. Hôm nay là thứ hai, tôi phải đi đến trường, cho nên là phải thức dậy thôi. Gakkou ni ikimasu kara okinakereba narimasen. Ngày mai các bạn có bài kiểm tra đó, vậy hôm nay các bạn phải làm gì? Ashita shiken ga arimasu kara nani o shinakereba narimasen ga? Minasan, kotai o komento ni kaite kudasai. Mọi người hãy để lại đáp án của mình dưới dòng comment nhé. Saigo made mite arigatou gozaimashita. じゃあねー!